Chào tất cả các bạn đã đến với Thành Dạy Nguyễn kênh và anh Nguyễn Khang Trano. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang lên bút tiếng nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ anh Khang có cái sở thích rất là hay luôn, đúng không anh Khang? Nói cho mọi người đi, đó là đi cái số sàn ý. Nào người đang tưởng tượng mọi người đang ở cái nấc sáu, nghĩa là các bạn đi đi số sàn, các bạn đang để ở số 6 này, xong rồi các bạn về ngay một các bạn ạ. Hay lắm. Và chúng tôi sẽ rip chiếc xe này trên đường đi vì có thời gian rảnh mà. Nào, bắt đầu nào, rồi nào nhá. Không cần làm nữa. Đấy này, đấy một lon. Đấy, được chưa? Đấy, đấy chuyển số rất mượt luôn. Các bạn nhá, đây là đi thể thao nhá. Còn bạn nào bảo là chuyển số muộn là đây là đang đi thể thao các bạn ạ. Thể thao. Đương nhiên. Đây bây giờ rip luôn cho bạn này này. Các bạn nhìn nhá. Về một luôn. Đấy, thấy chưa? Rip ngang đấy. Cứ gần trốn đấy chứ. Đây còn rip gì nữa. Đồ nát một nữa. Đồ nát gì đấy. Còn lên một, đi luôn. Sao không phải cứ skip trốn đi, rip dài. Không. Đấy là cái kiểu là ăn gian. Còn đây là rip hẳn luôn, rip về kiểu là rip về dân chuyên nghiệp luôn, hiểu không? Cần phải biết chi là thì tiếp theo chúng tôi sẽ test tốc speed của con này nha. Sau đó mình sẽ gạt. Ôi tôi hiểu gạt cái gì kia. Gạt về số 1 nha. Đang từ số 6 sẽ gạt về số 1 để vỡ hộp số các bạn ạ. Và nhân tiện test tốc speed của con này, lúc nãy bọn mình test là 262 các bạn ạ. Khá là nhiều đấy. Khá là nhiều đối với một chiếc sedan đấy. Rất là hay luôn. Bọn tôi test thử, lúc nãy bọn tôi quyết định làm video luôn. Rất là hay luôn. Rất hay. Chưa. Biết rồi. Biết rồi. Đây là chùa. 61 này. 62 hy vọng lên được 63. Chưa. Không chơi đây em. Chưa 63. 06 lên được 63. Ok nào. 3, 2, 1, về 1. Ôi các bạn nhìn thấy không? Cái xe nó sẽ một chút rắc rối với cả cái phần traction control, với cả nó sẽ không có tiếng vì nó quá là to. Đấy các bạn thấy không? Úi dồi ôi, ghê chưa? Đấy là rất là nguy hiểm. Ngoài đời thật thì thêm lại cái vết bên đấy. Ngoài đời thật có thể là vỡ hộp số nha các bạn. Chết hộp số đi chứ. Có thể chết máy xong rồi rip luôn các bạn ạ. Rất là nguy hiểm. Và nó sẽ nổ cái hộp số là rất là nguy hiểm các bạn. Nhưng là tuyệt đối không được dùng cái này ngoài đời thật. Tôi là đang là đi chơi thôi. À bây giờ bây giờ ra xem cái đoạn ra xem cái vệt mà bọn mình đã tạo ra. Có thể là lập trình nó đã xóa một cái vệt đấy rồi. À đây này. Ôi. Đây này. Từ. Cái vệt xa. Đây này. Úi dồi ôi. Xa chưa, đây này cái vệt các bạn nhìn thấy không? Đây này, từ đoạn này này. Đoạn này là mình. Đây, từ đoạn này này. Cho xem cái vệt. Đấy. Đấy, cái vệt, úi dồi ôi. Nó lê cả một đoạn dài mà các bạn, xong nó còn ra ngoài đời này, may mà mình chưa chạm. Đấy bây giờ xong rồi, lúc đấy nó là đây chuyển một cái đấy. Đấy nó lại bây giờ còn đây là chuyển số linh tinh chưa được làm thế đấy. Thì đó là toàn bộ video cho ngày hôm nay. Nhớ like, share, subscribe kênh của mình nhá, và cả kênh của anh Khang nữa. Đúng bye bye nhá.